Nam em thừa nhận sai lầm khi công khai bạn trai tiết lộ anh này đang mất bình tĩnh vì drama. Thừa nhận sai lầm khi công khai bạn trai trước công chúng, nam em đã chủ động gỡ bỏ mối quan hệ hẹn hò trên mạng xã hội. Sau khi chủ động công khai bạn trai trước công chúng, nam em gặp không ít sóng gió dư luận. Phần lớn bày tỏ quan ngại về quá khứ không mấy tốt đẹp của bạn trai cô nàng. Đồng thời nhiều fan đưa lời khuyên rằng nam em nên cân nhắc lại mối quan hệ hiện tại trước khi quyết định tổ chức đám cưới. Nhận quá nhiều phản ứng trái chiều, hôm qua bạn trai nam em bất ngờ thông báo bạn gái đã mất tích. Không những thế, nam em cũng bất ngờ gỡ phần hẹn hò trên Facebook của mình. Động thái đột ngột của nam em khiến không ít khán giả lo lắng. Tuy nhiên mới đây cô nàng trở lại mạng xã hội chia sẻ về việc bản thân vẫn an toàn. Nam em cho hay cô cùng chị gái Nam Anh hôm qua lên rừng hít thở không khí trong lành để thư giãn sau quá nhiều áp lực cuộc sống. Khi vào rừng mất sóng điện thoại nên bạn trai cô không thể liên lạc được. Nam em cũng giải thích lý do gỡ phần hẹn hò trên mạng xã hội. Trước khi đi tôi thấy tôi công khai thì mọi người dập quá dập, thì tôi gỡ xuống coi như bài học, sau này không có vậy nữa. Còn ông bạn tôi đang bị cuốn theo câu chuyện drama này quá nên chắc ổng không giữ được bình tĩnh. Bên cạnh đó nam em nhắn nhủ đến fan của mình, những ngày qua nếu có làm mọi người phiền lòng xin hãy bỏ qua cho cô nàng. Song song với động thái mới của nam em, bạn trai cô nàng cũng vừa có bài đăng tuyên bố sẽ không dùng mạng xã hội và lui về ở ẩn như trước đây. Anh này viết, phải công nhận sức mạnh bạo lực của mạng xã hội là rất lớn nhưng nó không làm được gì chúng tôi. Ẩn đi mọi thứ để nói nhẹ nhàng, lắng đọng và cũng để biết thêm nhiều về mối quan hệ tôi cần dẹp bỏ. Quá khứ tôi bẩn nhưng chưa bao giờ nó bẩn tới mức qua ống ngắm của xã hội đánh giá như vậy. Tôi không thay đổi và phân tích về quá khứ nữa. Có sai tôi nhận sai, có đúng tôi cũng nhận sai. Hiện tại tôi xin dừng lại Facebook và xóa Facebook, trở lại cuộc sống như trước. Tôi và cô ấy sẽ lại sống trong âm thầm và tĩnh lặng. Bạn trai nam em cho hay những ngày qua anh sống trong quá nhiều rắc rối. Thậm chí các mối quan hệ cũ của anh chàng hàng chục năm trước cũng bị cư dân mạng đào bới đến mức gia đình họ tan vỡ. Vì quá mệt mỏi với dư luận nên có lẽ lúc này nam em và bạn trai quyết định kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Người đẹp gốc Tiền Giang hiện tại cũng đã ẩn hết hình ảnh ngọt ngào cùng bạn trai lên mạng xã hội. Đám cưới của cặp đôi trong tương lai vẫn chưa biết sẽ diễn ra như thế nào sau sự việc lần này.